Chào mừng quý vị cùng quay trở lại kênh Phong thủy Gia Cát. Chúc quý vị có một ngày mới tràn đầy năng lượng và nhiều tài lộc. Nếu bạn thuộc một trong những con giáp này thì ngày mùng 10 tháng 11 âm lịch chính là ngày đại cát dành cho các bạn. Theo quan điểm của tử vi, ngày hôm nay chính là ngày đem lại cho các bạn nhiều may mắn, thành công và tài lộc. Bạn sẽ gặp được nhiều cơ hội quý giá trong công việc để từ đó được cấp trên đề bạt, cất nhắc, nâng đỡ lên một vị trí cao hơn. Và ngày hôm nay cũng thích hợp để các bạn bắt đầu một dự án hay một công việc mới. Đối với những con giáp này, ngày mùng 10 tháng 11 âm lịch sẽ mở ra cho các bạn nhiều con đường mới, nhiều cơ hội để làm giàu, để gia tăng thu nhập cho dịp cuối năm. Các con giáp này hãy hoan hỉ mà đón nhận tài lộc nhé. Và đó là các con giáp thứ nhất tuổi Tý, thứ hai tuổi Sửu, thứ ba tuổi Dần, thứ tư tuổi Ngọ, thứ năm tuổi Tuất và cuối cùng tuổi Hợi. Tuổi Tý. Xem tử vi ngày mùng 10 tháng 11 âm lịch của tuổi Tý, thủy sinh mộc đem lại nhiều tin vui trên lĩnh vực tình cảm cho người tuổi Tý. Nếu còn độc thân, bạn có thể phải lòng một người nào đó ngay lập tức, dù hai người mới chỉ gặp nhau lần đầu tiên. Với các cặp vợ chồng, mối quan hệ của hai người ngày càng khăng khít, gắn bó bởi cả hai đã biết đặt mình vào vị trí của đối phương. Bạn hiểu vì sao đối phương lại làm như vậy, cũng như bao dung cho người ấy trước những lỗi lầm. Tuy nhiên, thương quan lại chỉ ra rằng sự nghiệp của con giáp này phát triển không thuận lợi, bạn thường xuyên bị cấp trên gây khó dễ nên không phát huy được tiềm năng, thành tích công việc cũng khó cao được như mong muốn. Tình hình sức khỏe của người tuổi Tý nhìn chung ổn định, không có biến động gì quá lớn lao trong thời điểm này. Thậm chí những người bệnh lâu ngày còn có thể đón những tin tích cực, ví dụ như bệnh tật có dấu hiệu cải thiện, bạn tìm được thầy, được thuốc phù hợp. Người trẻ tuổi phấn đấu trong sự nghiệp có thể sẽ phải làm việc khá vất vả, song bạn không nên khiến cơ thể rơi vào tình trạng lao lực. Dù có đang làm ăn lớn đến thế nào đi nữa, bạn cũng cần sắp xếp thời gian cho mình được nghỉ ngơi, tái tạo năng lượng. Để đường công danh tài lộc được thuận lợi, gặp nhiều may mắn trong thời gian này, gia chủ tuổi Tý nên sử dụng vật phẩm phong thủy, tam hợp quý nhân thân Tý Thìn của phong thủy Sa Cát. Đặc biệt là vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Sa Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày giờ sử dụng cho các bác tuổi Tý để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Tuổi Sửu. Chính ấn soi tỏ, con đường sự nghiệp của người tuổi Sửu phát triển vô cùng hanh thông. Bạn biết đâu là cơ hội để phát triển và nắm bắt nhanh chóng. Thậm chí bạn không ngại thử sức mình ở những nội dung công việc mới. Người làm lãnh đạo đưa ra được những quyết sách đúng đắn, giúp tập thể vượt qua được khó khăn. Bạn nhận được sự ngưỡng mộ và tin cậy của mọi người xung quanh và hứa hẹn còn thăng tiến hơn nữa trong tương lai. Mộc khắc thổ, tiếc rằng chuyện tình cảm của bản mệnh lại phủ một màu ảm đạm. Có lẽ bạn đang quá quan tâm đến sự nghiệp của mình mà lơ là trách nhiệm với gia đình, khiến mối quan hệ với các thành viên trở nên phai nhạt. Người tuổi Sửu không gặp phải nhiều vấn đề liên quan đến sức khỏe trong khoảng thời gian này. Vì thế bạn chỉ cần tiếp tục duy trì lối sống lành mạnh, chịu khó luyện tập thể dục thể thao và chờ bắt cả thân làm việc cũng như vui chơi quá mức. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Sửu cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Tị Dậu Sửu để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Tuổi Dần. Xem tử vi ngày mùng 10 tháng 11 âm lịch cho con giáp tuổi Dần, thiên tài chiếu mệnh, con đường tài lộc của tuổi Dần rực sáng trong ngày hôm nay. Bạn có thể thu về một khoản dư giả nhờ các mối đầu tư bất ngờ có lãi, thậm chí có một vài người còn có cơ hội phát tài bất ngờ nhờ may mắn. Tuy nhiên, khi cầm khoản tiền ấy ở trong tay, bạn nên có cách chi tiêu hoặc đầu tư thỏa đáng, không nên chỉ nghĩ đến việc hưởng thụ nhất thời. Theo Hải Thượng Lãn Ông, ngày 8 âm lịch nhâm thân ở phía trong cổ tay, phía trong đùi và âm hộ. Tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, châm chích tại vị trí này. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Dần cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Dần Ngọ Tuất để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Tuổi Ngọ.
Tam hợp phù trợ, người tuổi Ngọ có cơ hội gặp được người đồng chí hướng trong ngày hôm nay. Đôi bên có nhiều quan điểm chung về cách xử lý công việc, nên việc hợp tác diễn ra vô cùng thuận lợi, chẳng còn khó khăn cản lối. Người làm kinh doanh cũng có thể được tiếp xúc với những mối khách hàng triển vọng. Họ không chỉ đem lại cho bản mệnh khoản tiền dư giả ở hiện tại, mà còn có thể ở cả tương lai. Hãy phát huy khả năng của mình để gây ấn tượng với họ nhé! Trên phương diện chi tiêu, bạn nên nhắc nhở mình sống tiết kiệm hơn, đừng bỏ quá nhiều tiền cho các hoạt động vui chơi, hưởng thụ, kẻo túi tiền dù có rủng rỉnh đến mấy rồi cũng nhanh chóng cạn kiệt. Mộc sinh hỏa, những mâu thuẫn rạn nứt trước đó được bản mệnh khéo léo giải quyết, không để chuyện quá khứ ảnh hưởng nhiều đến hiện tại. Con giáp này tưởng chừng vô tâm nhưng có lúc lại vô cùng tâm lý. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Ngọ cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân dần Ngọ Tuất để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Tuổi Tuất. Tiếp nối tử vi ngày 11 tháng 10 năm 2022 của 12 con giáp, mộc khắc thổ cho thấy chuyện tình cảm của người tuổi Tuất có thể sẽ phát sinh một vài rắc rối khi bản mệnh cảm thấy bất an và đánh mất lòng tin với người mình yêu. Tuy nhiên, con giáp này cần bình tĩnh, nếu lỡ có gặp phải bất cứ vấn đề gì, hãy xác minh thông tin để có thể đưa ra quyết định một cách thông minh. Bạn chớ nên vội vàng phán xét mà quy kết tội lỗi cho người ấy, kẻo đến khi hối hận cũng không kịp. May mắn là trên phương diện sự nghiệp có thiên ấn chiếu mệnh, bạn hoàn thành tốt nhiệm vụ được sao nên có một ngày khá thư thả. Những công việc đã quá quen thuộc không khiến bạn tốn nhiều thời gian. Người làm ăn buôn bán nắm bắt được nhu cầu chi tiêu, mua sắm của thị trường trước và sau Tết nên có thể đưa ra những mặt hàng phù hợp với giá cả hợp lý, khiến đơn hàng đổ về tới tấp. Dù có thể bạn vất vả một chút, song túi tiền của bạn ắt sẽ được rủng rỉnh. Với người làm công ăn lương, những thành tích xuất sắc bạn gặt hái được ngay vào thời điểm đi làm sau Tết có thể khiến lãnh đạo ấn tượng sâu sắc. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Tuất cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân dần Ngọ Tuất để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Tuổi Hợi. Nhị hợp giúp người tuổi Hợi có tâm trạng phấn chấn khi bắt đầu một tuần mới. Bạn sẵn sàng thực hiện các công việc được phân công, cho dù đó là công việc mới mà bạn chưa xử lý bao giờ đi nữa. Tinh thần tích cực của bạn có thể truyền cảm hứng cho mọi người xung quanh, khiến cả tập thể hăng say làm việc. Hãy gắn kết mọi người với nhau, bạn sẽ nhận thấy mọi việc còn tiến triển thuận lợi hơn dự tính rất nhiều nữa. Trong ngày này, vị trí của thai thần ở hướng chính bắc, phía ngoài phòng giã gạo, nơi xay bột và nhà bếp. Do đó, thai phụ không nên lui tới tiếp xúc nhiều, dịch chuyển vị trí đồ đạc, tiến hành các công việc sửa chữa, đục đẽo ở nơi này. Bởi việc làm đó có thể làm động thai thần, ảnh hưởng đến cả người mẹ và thai nhi. Để đường công danh tài lộc được thuận lợi, gia chủ tuổi Hợi nên sử dụng vật phẩm phong thủy. Tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi của phong thủy gia cát. Đặc biệt là vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy gia cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng cho các bác tuổi Hợi để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thưa quý vị, ngày 10 tháng 11 năm 2022 âm lịch, tức thứ Bảy ngày 3 tháng 12 năm 2022 dương lịch, là ngày Canh Dần, tháng Nhâm Tý, năm Nhâm Dần. Ngày này có nạp âm là Tùng Bách Mộc, ngày này thuộc hành mộc khắc hành thổ, đặc biệt là tuổi Canh Ngọ, Mậu Thân, Bính Thìn thuộc hành thổ không sợ mộc. Ngày Dần lục hợp Hợi, tam hợp Ngọ và Tuất thành hỏa cục, xung thân, hình tỵ, hại tỵ, phá Hợi, tuyệt Dậu. Các tuổi bị xung khắc với ngày là Nhâm Thân và Mậu Thân. Quý vị thân mến, như vậy chúng ta vừa tìm ra 6 con giáp may mắn nhất trong ngày hôm nay. Quý vị có thuộc một trong những con giáp may mắn ở trên hay không? Hãy comment xuống bên dưới ô bình luận để mọi người cùng được biết và chúc mừng bạn nhé! Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Mọi thắc mắc hay đóng góp của các bạn, hãy comment bên dưới ô bình luận, gọi điện trực tiếp tới số 0989 349 119 để được tư vấn trực tiếp. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.